Hello cả nhà hello. Welcome back trong khoa cuộc sống Mỹ một lần nữa. Bữa nay mình cái món này rất là đặc biệt nha. Bún cá ngừ. Thì bún cá ngừ là chỉ làm gì làm nó có ba gia vị chính: tỏi, ớt và chanh nha. Bây giờ phải đâm nè. Lột ra xong mình đâm. Ok. Không làm được. Ok, cái tỏi này phải chuyên nghiệp là phải bằm với ớt nó mới đúng nha quý vị. Nhưng mà thấy hơi dằn, nó bỏ vô bao cái nếu bao đi lông một trùm là được. Thì đây là cái nồi cá ngừ mà để mình ăn với bún đây. Thì nãy giờ công trình nấu đã hoàn thành rồi đó. Thì giờ mình đang bằm tỏi với ớt với chanh để hòa vô cái nước mà để mình ăn đó. Thì ăn bún cá ngừ thì quý vị biết là món này món trứ danh của người Trung nha. Thì chút xíu nó sẽ trang trí ra để cách ăn như thế nào. Nhìn thấy là ngon rồi đó. Mình có thể nhớ tí bọt nếu mình muốn, ví dụ vậy. Này đúng là nãy là hết rồi. Ok, giờ này là xong rồi đó, sẵn sàng rồi. Thì có thể là tắt lửa để mang vô luôn là xong. Bây giờ hạ lửa luôn. Nó riêu rất là ngon nha, phải nhớ mình riêu để cho nó ngọt nước nha quý vị. Bây giờ là thấy final rồi đó. Ok, cái này bắt đầu mình múc vô để mình ăn bún đây. Thì cái chén tỏi ớt hồi nãy bầm đó. Cái chén này em nghĩ chắc là xì khói chứ không phải giỡn đâu, tại thấy ớt hơi nhiều. Thì cái cách ăn là phải vậy, phải cho ớt vô cho cay. Nó cá là cá ngừ đó. Thì cái tô tỏi ớt hồi nãy mình đâm đó, thì giờ mình múc cái nước vô này. Sau khi mình múc rồi đó là mình quậy lên cho nó đều. Nước mình múc rồi thì giờ chanh này cũng nhà trồng luôn đây, cây nhà lá vườn, cây nhà lá vườn. Bây giờ mình ép vô, lấy nước để đổ vô cái tô nước hồi nãy mình đem vô đó, rất là ngon, rất là tuyệt vời. Khi mình sắc cái nước vô mình thấy nó đục. Thì cái tô này là cái tô chính mà để mình ăn bún đó. Khi nào cá rồi mình bỏ vô thêm. Cái tô này đặc khá đặc biệt. Hello. Số hưởng nữa. Ok, bắt đầu là chương trình ăn bún cá ngừ nha. Cái này thì rau mình tự làm, khiêm tốn thôi, bỏ cũng dừa thôi, rửa đầu bún, cố gắng làm dừa thôi chứ không lẹ lắm mà con chậm lắm nha. Đó, ăn bún thường, ai ăn bún nhiều thì bỏ nhiều, còn ăn ít thì cỡ này được rồi. Cái nước này là cái nước ngon nhất hồi nãy mình làm đó, có tỏi ớt đàng hoàng rưới lên làm nước nước miếng thấy nó ngon á. Thì giờ mình chan cũng vừa sệt thôi nha. Cái này tại vì ăn phải giải thích thêm nữa chứ. Ok, cá này. Đó, miếng cá đó đó. Rồi còn cái này nữa nè. Trời ơi, mấy bữa nay ăn ớt nhiều nha. Lên đô nha. Ok. Thì giờ em cho ít để chi để dễ trộn nè. Miếng ớt này chưa đụng tới đâu. Để cho nó nằm đây đi. Để cho nó ra rồi. Ok, cá này là cá ngừ nha quý vị. Nó rất là tươi. Sở dĩ nó ngon là mình thấy nó tươi ngon là mình mới làm. Ok. Thường thường thì em thử bún trước đi.
bắt đầu vô. Cá rất ngon tươi, đếm thêm mùi nồng của ớt nha. Cái này hơi cay rồi đó, em tưởng là hơi cay rồi nhưng mà nó phải cay mới đúng. Ngon luôn đó. Rất là ngon, ngon nói chuyện được luôn. Em xin tổng trọng. Thank you.